Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc main của Samsung Galaxy S10e được thay mới tại di động cao cấp Seven. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main của Samsung Galaxy S10e lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới main cho Samsung Galaxy S10 Lite, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy S10 Lite hàng đầu hiện nay. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy S10 Lite nói chung và phần bảng main của Samsung Galaxy S10 Lite nói riêng để mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý các bạn chỉ cần liên hệ 0911582123, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn thay mới main cho S10 Lite cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Tất cả những lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Samsung Galaxy S10 Lite nói chung và phần main của máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy S10 Lite hàng đầu hiện nay.